Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh Xe Hay Thư Giỏi của em ạ. Lời đầu tiên em chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ lên cho anh em một chiếc xe mà có rất nhiều anh em đã comment cho em là anh hãy lên cho anh em về một chiếc xe Kia Rondo. Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho anh em về một phần giá xe và tổng nhân bánh cho chiếc xe Kia Rondo. Chiếc xe Kia Rondo nó sẽ có hai phiên bản cho em lựa chọn là bản 2.0, bản Deluxe là bản số tự động đấy ạ. Và bản thấp nhất nó là bản 2.0, bản số sàn ạ. Cũng như là video này em sẽ tính luôn cho anh em về tổng nhân bánh cho anh em ở Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh để cho em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em nào muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em comment phía dưới cho em nhé, để em sẽ lên cho anh em các chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn những em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ cập nhật giá xe cho anh em một cách liên tục cho toàn bộ dòng xe trên thị trường Việt Nam để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất ạ. Ok, em xin phép được đi vào vấn đề chính luôn cho anh em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Kia Rondo bản 2.0, bản Deluxe ạ, bản số tự động đấy ạ, với giá niêm yết nó đang là 655 triệu ạ. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 6 này thì chiếc xe Kia Rondo bản số tự động, bản Deluxe này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 726 triệu thôi anh em nhá. Còn trả góp nha, chưa cần bỏ ra, với giá đang là 235 triệu thôi ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 695 triệu đối với thẳng ạ. Còn trả góp nha, chưa cần bỏ ra, với giá đang là 204 triệu thôi anh em nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 413 triệu đối với thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 221 triệu thôi ạ. Các chi phí mà em tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Còn một số các chi phí mà chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ, bởi vì bảo hiểm thân vỏ đối với thẳng nó bảo hiểm tự nguyện. Anh em có muốn mua hay mua khỏi không mua thì phụ thuộc anh em. Còn anh em ở trong trả góp thì em đã phải, bởi vì trả góp là bắt buộc là phải mua tối thiểu là 1 năm. Thì trong trả góp em đã tính cho anh em một năm bảo hiểm thân vỏ rồi đấy ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Kia Rondo bản 2.0, bản số sàn ạ. Với giá niêm yết nó đang là 559 triệu ạ. Nó cũng là giá tính thuế cho anh em đấy ạ. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 6 này thì chiếc xe Kia Rondo bản số sàn này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 619 triệu ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 203 triệu thôi anh em nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 590 triệu đối với thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 174 triệu thôi ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 608 triệu đối với thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 192 triệu thôi anh em nhá. Xe nó có 7 tỉnh thuế cho 12% và một tỉnh là tỉnh Hà Tĩnh thuế 11%. Anh em nào trong 8 tỉnh đấy muốn được tính toán về tổng trên bánh đang bao nhiêu thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để em sẽ tính toán cho em một cách chi tiết cụ thể cho em nhá. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe và tổng nhân bánh của chiếc xe Kia Rondo cho cả hai phiên bản là phiên bản số tự động và bản số sàn ạ. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhá, để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Kia cũng như các hãng xe khác nhau ạ. Như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em nào muốn được review xe hay cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhé, để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Ok, em xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe.